Con xin sư cho con hỏi, chỉ cần dự một khóa học online tầm 7 ngày, gặp một vị sư dạy một lần mà dùng từ là sư phụ, gọi vị này là sư phụ và hay dùng từ sư phụ. Với các vị sư khác, nếu kính quý và tâm đắc thì dùng từ gì để nói về vị sư này? Vậy dùng từ sư phụ này có đúng không? Kính sư dạy chúng con, từ sư phụ khi muốn sử dụng nói về một vị sư. Nếu như mà nói theo pháp thì ít nhất đó phải là vị thầy mà mình nương nhờ. Tức là chúng ta có một cái thủ tục như vậy nè, là chúng ta đến xin nương nhờ vị thầy đó và vị thầy đó chấp nhận cho mình nương nhờ. Hoặc chúng ta đến xin vị thầy đó tế độ cho mình. Rồi vị thầy đó tế độ cho mình, ví dụ như tế độ cho xuất gia, thì trong những trường hợp đó gọi là sư phụ hợp lý hơn. Còn nếu như mà chúng ta nghe một cái bài, một cái bài học, một cái bài kệ mà chúng ta gọi là sư phụ thì cũng được thôi. Nhưng cái quan trọng là với mục đích gì và cái người gọi và người nghe là ai. Như trường hợp á, ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài nghe một bài kệ 4 câu từ ngài Ác Sát Trí, nhờ như vậy ngài chứng đắc đạo quả, thì khi đó đó ngài Xá Lợi Phất vẫn luôn đảnh lễ ngài Ác Sát Trí. Ngài Xá Lợi Phất khi mà nằm á, luôn luôn dùng cái thần thông để xem ngài Ác Sát Trí là ai, rồi ngài sẽ nằm quay đầu về hướng đó để tỏ lòng tôn kính. Còn nói về thời nay đó, chúng ta gọi là sư phụ có thật không? Có thật không? Sư rất ít gọi một người nào đó là sư phụ, thậm chí sư không có gọi một vị nào là sư phụ. Nhưng đối với sư, vị đó vừa là sư mà vừa là phụ, tức là vừa là thầy mà vừa là cha. Mặc dù miệng sư không có nói, miệng sư không có gọi một vị nào là sư phụ, nhưng mà trong tâm của sư, sư coi vị đó như sư và như phụ, tức là như thầy và như cha. Và cũng có vị thầy á, không bao giờ gọi một người là đệ tử, nhưng mà đối với họ, cái người đó như là đệ và như tử, tức là như học trò và như con. Thì sự trân trọng cách đó thôi, tức là có những cái mình không cần tới nó nhưng mà nó có sự liên kết với nhau. Còn hơn ấy, mình chỉ xưng miệng thôi. Sư từng gặp có người đó, gặp bất kỳ vị sư nào đều kêu là sư phụ, nhưng mà trong lòng ấy, một chút xíu coi như thầy cũng không có, chứ đừng nói coi như cha. Thì sư e là mình nó chỉ dừng ở cái mức là cái tên ngoài cửa miệng thôi. Còn nếu như quý vị hỏi sư có lời đề nghị như thế nào á, thì sư đề nghị như thế này: chỉ nên gọi một người nào đó là sư phụ khi mình thật sự coi vị đó như sư và như phụ. Còn nếu không được thì thôi, chỉ dừng lại là tôi từng học đạo với vị này và tôi từng được vị này dạy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và lại nhắc thêm một chuyện nữa như thế này: giống như Tôn Ngộ Không khi mà xuống núi là Bồ Đề Lão Tổ kêu là sau này có về ở dưới núi có gây họa thì đừng có kêu ta là thầy. Cũng vậy đó, học đạo với vị thầy nào rồi á, ra ngoài gây họa thì đừng lôi tên của thầy mình ra, bởi vì chắc gì vị đó đã coi mình là trò, và có chắc là cái mình học á, là chính xác hay không. Có khi mình học nó kiến thức nó chật chật cà ruột, nó không có chính xác, nhớ không chính xác, hành không chính xác, rồi đem những cái đó ra làm họa cho thiên hạ, lại lôi thầy mình ra làm cái thì gọi là cái bình phong, cái tấm che, tấm khiên, thì nó kỳ lắm.
Lại thêm một vấn đề này nữa là mà sư tin là sư nói cũng bằng thường. Đó là cái gì? Đừng đem cái chuyện mình học đạo của một vị thầy nào đó ra đó để đánh bóng tên tuổi của mình. Nó giống như là một cái sự lợi dụng thôi. Sư nói, tại sao sư nói nó vô dụng? Bởi vì cái người họ làm á thì họ không thèm nghe, mà cái người mà họ nghe thì chắc chắn là họ cũng không có làm. Thành ra hãy cẩn thận.